Các bạn thân mến, khi các bạn đăng ký học chương trình đào tạo từ xa, sửa mo mạch điều hòa mô lô và sửa mo mạch điều hòa inverter, thì các bạn sẽ được chúng tôi cung cấp các cái tài liệu như sau. Một là tuyển tập sơ đồ các loại máy điều hòa không khí thông dụng trên thị trường. Thì quyển này có các cái sơ đồ của máy, sơ đồ máy điều hòa Samsung một chiều, sơ đồ máy điều hòa Panasonic 2 chiều, sơ đồ máy điều hòa Mitsubishi 1 chiều, sơ đồ máy điều hòa Mitsubishi 2 chiều, sơ đồ máy điều hòa Fuliki 1 chiều, sơ đồ máy điều hòa LG 2 chiều, sơ đồ máy điều hòa Toshiba 1 chiều, sơ đồ máy điều hòa Toshiba 2 chiều, sơ đồ máy điều hòa Media 2 chiều, sơ đồ máy Trung Quốc đa năng 1 chiều, sơ đồ máy điều hòa Latina Panasonic 2 chiều, sơ đồ máy điều hòa Nagakawa 1 chiều, sơ đồ máy Sharp 1 chiều. Đây là vỉ máy giặt. Đây là sơ đồ điều hòa máy giặt cửa ngang, thì cái này chúng tôi có kèm theo thôi. Ngoài quyển sơ đồ điều hòa của Molo thì chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn học chương trình điều hòa inverter, thì chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn sơ đồ máy điều hòa inverter bao gồm sơ đồ khối dàn lạnh của vỉ điều hòa Daikin. Đây là vi xử lý, khối vi xử lý. Sơ đồ khối nguồn xung ở trên dàn lạnh của điều hòa Daikin. Thứ ba là sơ đồ nguyên lý của mạch giao tiếp của điều hòa Daikin. Thứ tư là sơ đồ khối của dàn nóng máy Daikin. Và thứ năm là nguyên lý của nguồn xung và vi xử lý của điều hòa Daikin. Và đây là IC vi xử lý của điều hòa Daikin. Và đây là IC công suất, sơ đồ IC công suất. Sơ đồ mặt lạnh của điều hòa Panasonic. Sơ đồ mạch điều khiển quạt dàn lạnh DC và khối nguồn xung của điều hòa Panasonic. Sơ đồ khối giao tiếp của điều hòa Panasonic. Sơ đồ nguyên lý của mạch dàn nóng của máy Panasonic inverter. Vi xử lý nguồn xung và mạch cấp nguồn cho tầng công suất. Sơ đồ khối của dàn nóng của máy Panasonic inverter. Và đây là sơ đồ máy dàn lạnh của máy LG. Sơ đồ mặt lạnh của máy LG. Sơ đồ nguồn xung của máy LG và sơ đồ mạch điều khiển quạt DC trên máy LG. Sơ đồ mạch giao tiếp của máy LG inverter. Và đây là sơ đồ của dàn nóng của máy LG inverter. Sơ đồ nguồn xung của dàn nóng LG inverter. Và đây là mạch cấp nguồn của LG inverter. Và đây là vi xử lý của LG inverter. Ngoài ra các bạn còn được cung cấp khi các bạn đăng ký học khóa Molo thì các bạn được cung cấp một quyển hình ảnh về bo mạch của điều hòa Molo. Đây là hình ảnh về bo mạch của máy Panasonic 2 chiều có in ở độ phân giải cao và có chú thích các linh kiện. Đây là vỉ điều hòa LG 1 chiều và 2 chiều. Và đây là máy điều hòa Nagakawa. Đây là vỉ điều hòa Panasonic KVK 2 chiều. Đây là vỉ điều hòa Sharp 1 chiều.
Và đây là tủ thủy điều hòa Panasonic, một chiều hai chiều đời mới. Đây là thủy điều hòa Media. Ngoài ra trên quyển này chúng tôi còn có sơ đồ của tủ lạnh, bo mạch tủ lạnh. Ở đây là bo mạch tủ lạnh Panasonic, có ảnh chụp mặt sau của bo mạch tủ lạnh Panasonic thì chúng tôi tích hợp trong sơ đồ này. Và đây là sơ đồ nguyên lý của bo mạch tủ lạnh. Ở chương trình điều hòa inverter thì các bạn sẽ được cung cấp một quyển bo mạch điều hòa inverter bao gồm bo giò lạnh của điều hòa Daikin mặt trên, bo giò lạnh của điều hòa Daikin mặt dưới. Thì các bạn có thể xem cái độ led thì chúng tôi đã in với độ phân giải cao, chụp ở trên máy tính có độ phân giải cao, chụp ở trên máy ảnh có độ phân giải cao và in ở độ led cao. Vì vậy các bạn có thể nhìn rõ được từng cái mạch in nhỏ. Đây là sơ đồ của dò nóng điều hòa Daikin. Đây là sơ đồ mặt sau của dò nóng điều hòa Daikin. Và đây là bo mạch nhỏ trên dò nóng của điều hòa Daikin. Và đây là bo mặt lạnh của điều hòa Panasonic inverter. Đây là mặt sau của bo giò lạnh điều hòa Panasonic inverter. Đây là bo giò nóng của điều hòa Panasonic inverter. Và đây là mặt sau của vỉ giò nóng điều hòa Panasonic inverter. Và đây là bo mạch nhỏ ở trên dò nóng của điều hòa Panasonic inverter. Đây là bo mạch của dò lạnh điều hòa LG inverter. Và đây là bo mạch của mặt sau của điều hòa LG inverter. Đây là bo mạch dò nóng của điều hòa LG inverter. Đây là bo mạch mặt sau của dò nóng điều hòa LG inverter. Trên tất cả các sơ đồ thì chúng tôi đều có chú thích các linh kiện từ lớn đến nhỏ. Đây là bo mạch dò lạnh của điều hòa Samsung inverter. Và đây là bo mạch mặt sau của điều hòa Samsung inverter. Và đây là bo mạch dò nóng của điều hòa Samsung inverter. Và đây là bo mạch mặt sau dò nóng của điều hòa Samsung inverter. Như vậy là trên quyển sơ đồ ảnh chụp này, bo mạch điều hòa inverter này, thì chúng tôi cung cấp cho các bạn 4 vỉ mạch của 4 hãng máy thông dụng nhất hiện nay, đó là Daikin, Panasonic, LG và Samsung. Ngoài ra chương trình đào tạo từ xa, nếu các bạn học cả điều hòa mono và điều hòa inverter thì ngoài các cái quyển tài liệu sơ đồ lấy ra thì các bạn còn được tặng một cái thẻ học nghề trực tuyến trị giá 1 triệu để cho các bạn có thể đăng nhập vào trang học nghề trực tuyến.vn để các bạn học. Và chúng tôi có hướng dẫn sử dụng kèm theo để cho các bạn dễ dàng tiếp cận được với giáo trình. Đây là chiếc cây máy tính mà chúng tôi sẽ cài đặt các cái giáo trình giảng dạy video clip ở trung tâm để cho các bạn học từ xa. Chiếc cây này thì chúng tôi sẽ mua giúp học viên và không tính lợi nhuận. Chiếc cây này là máy đồng bộ đeo, cấu hình là chip 2.8GB, ổ cứng 160GB, RAM 2GB và máy còn tương đối mới, và chúng tôi mua với chi phí khoảng 1,5 triệu để chúng tôi cài đặt các cái chương trình video clip vào trong máy. Các bạn thân mến, đây là chiếc cây máy tính mà chúng tôi sẽ cung cấp theo chương trình đào tạo từ xa về sửa bo mạch điều hòa mono và điều hòa inverter. Ở trong cây máy tính này thì chúng tôi đã cài đặt
chương trình video giảng dạy của điều hòa Molo và điều hòa inverter. Thì trong chương trình điều hòa Molo thì chúng tôi chia làm 5 phần: điều hòa Molo phần 1, điều hòa Molo phần 2, điều hòa Molo phần 3, điều hòa Molo phần 4, điều hòa Molo phần 5. Về điều hòa inverter thì hiện nay chúng tôi giảng dạy trực tiếp ở trên máy qua các video clip được 3 máy, nhất là máy Panasonic. Chúng tôi máy Panasonic chúng tôi chia làm 3 phần. Trong phần 1 của máy Panasonic thì có 6 bài. Trong phần 2 của máy Panasonic thì có 9 bài. Và trong phần 3 của máy Panasonic có 8 bài. Và đây là máy Daikin thì chúng tôi chia ra làm 4 phần. Trong phần 1 thì có 6 bài. Trong phần 2 có 4 bài. Trong phần 3 có 4 bài. Và trong phần 4 thì có 5 bài. Và đây là máy LG thì chúng tôi chia làm 2 phần. Trong phần 1 thì có 6 bài. Trong phần 2 thì có 6 bài. Để sử dụng giáo trình thì các bạn kích vào, tôi lấy ví dụ các bạn kích vào cái máy Daikin phần 3 này. Thì đây là sẽ ra cái bảng list các cái bài học. Để học các cái bài học này thì các bạn sẽ kích vào bài, kích nút vào bài. Hoặc các bạn kích vào đây rồi và kích vào nút play ở bên dưới. Nếu như các bài học dài, có thời gian dài thì có dung lượng lớn thì các bạn sẽ chờ máy tính load trong một vài phút. Tuy nhiên chúng ta phải đấu một số cái cách đấu như này. Đây coi như là chúng ta lấy cái sử dụng cái phát này nha. Đây, như này đúng không? Kìa nó này. Thì bây giờ là cái phát này. Chúng ta mở đây coi nha. Đây, chúng ta mua cái giác này, chúng ta cắm vào nhé. Chúng ta cắm cái giác này vào. Thì chúng ta cắm lệch sang chân số 1 này. Bẻ cái mẫu đi này. Cắm lệch sang chân số 1 này. Mục đích là để chúng ta lấy chân 1, 2, 3, 4 thôi. Ngoài các giáo trình về video clip thì chúng tôi có cung cấp miễn phí cho các bạn giáo trình về điều hòa điện tử, xin lỗi các bạn, giáo trình điện tử cơ bản và được lưu ở trên các cái file PDF. Các bạn còn yếu về kiến thức điện tử cơ bản, có thể
các bạn có thể vào đây học để ôn thêm về kiến thức điện tử cơ bản. Thì trong cái giáo trình này có đầy đủ về các cái kiến thức về điện trở, tụ điện, cuộn dây, diode, transistor, IC bản áp và một số mạch điện tử cơ bản. Ví dụ đây là bài về linh kiện bán dẫn, diode, các bạn nên học từ điều hòa mô lô trước và các bạn nên học theo trình tự từ phần 1 sau đến phần 2 sau đến phần 3 phần 4 sau đến phần 5. Và trong điều hòa mô lô thì có một số bài ví dụ như nguồn xung thì chúng tôi có hướng dẫn rất là chi tiết, nguyên lý hoạt động của nguồn xung rất chi tiết. Các bạn bấm vào đây để xem. Khi các bạn mở giáo trình ở trên video clip ở trên máy, các cái video mà có dung lượng lớn thì các bạn vui lòng chờ. Các video có dung lượng lớn thì các bạn vui lòng chờ trong một vài phút để chương trình load. Sau khi load xong thì các bạn có thể xem, các bạn có thể tạm dừng, các bạn có thể tua đi, các bạn có thể chỉnh âm lượng to nhỏ vân vân. Các bạn có thể thay đổi kích thước màn hình cho phù hợp. Các bạn có thể co giãn màn hình cho nó phù hợp. Các bạn có thể cho giãn hết màn hình. Đầu tiên là đo cầu chì. Đo cầu chì cái sẽ đứt. Đo cầu chì đứt đấy là bằng số 1. Nếu cầu chì đứt đây là bằng nghiêm trọng thì mở mặt, đây là bệnh 1.